xã tiệm đó, số 49 á, UK. Ở này ra, kéo qua phía tay phải là bằng nó đi xuống. Thì xã ông chỉ ngồi cùng nè. Và thì nó gào đây trước. Tiếp đến là mình cho anh chị em như này. Cho vào đồng tiền. Ta là đồng tiền, nhớ một tay cầm cho chị. Đây này cầm cho chị phía trên dưới để mình kéo cho sợi chỉ nó lọt vào đồng tiền nha. Như thế này. Đáng nhìn cái lỗ bên ngoài. Này mình cho lỗ bên ngoài. Sau đó là mình cho vào cái lỗ tròn đây. Tiếp đến là cái lỗ trên này. Ở đây 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Rồi tới đây mình cho sợi chỉ nè. Dùng cái nhíp á, đưa sợi chỉ lên cái móc nè. Kéo hẳn về phía sau. Kéo hẳn về phía sau rồi. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai mình muốn chính xác hơn là mình mở nắp này ra. Mình kéo nó này rồi đây, phía bên tay trái của mình. Rồi xong dùng ngón tay này nhấn cái này xuống cho nên nó bật ra. Rồi sau đó mình xoay vô lăng cho cái móc này nó ngã về hết bên tay trái. Đây ngã hết bên tay trái á. Là mình xỏ cái sợi chỉ nè vào cái rãnh đây. Sau đuôi của cái móc nó có một cái rãnh. Đây là cái rãnh này. Tiếp đến mình đưa sợi chỉ về phía trước. Rồi sau đó xoay vô lăng tiếp nha, để cho cái móc nó ngã về phía bên tay phải. Mình cầm cái đầu chỉ hồi nãy đó. Rồi mình xỏ vào cái lỗ móc phía trước này. Khi xỏ xong kéo đưa sợi chỉ lên phía trên chân vịt và kéo về phía sau. Đó là hoàn thiện một sợi chỉ rồi đó. Khi mà làm xong á, mình đẩy cái này lại nha. Đẩy này lại. Rồi, tới đến chỉ thứ hai. Nó cũng tương tự như ông chỉ đầu tiên vậy. Móng này trước. Móng này. Cho vào đồng tiền. Cho vào đồng tiền này. Này thì giờ mình đi những cái lỗ bên cái bên trong. Đây một nè. Đây 1 nè, 2 nè, xuống đây là 3 nè, lên tới đây. Rồi tiếp đến khi sau khi lên tới đó rồi đúng không? Đây, tới đây mình xỏ vào về cái mắt này. Đó, nó có cái lỗ nè. Có thể xoay vô lăng nằm ở vị trí thoáng nhất để mình dễ xỏ. Đây. Rồi tiếp tục là mình xỏ vào cái móc, cái lỗ ở cái đầu móc. Khi xỏ xong á, cái sợi chỉ có đưa lên phía trên. Phía trên cho mặt nguyệt và cho nằm dưới chân vịt. Là xong. Sợi thứ hai. Rồi giờ tiếp tục là hai sợi cái kim. Cái kim thì mình đang sử dụng là chặt, sẽ hay dùng hai kim. Thì đầu tiên mình xỏ cái kim trong trước. Kim trong là đây. Em móc này. Đây. Rồi tiếp đến nè, mình cho vào cái lỗ bên ngoài này nha, ngoài này, xong mình cho lên trên này, rồi mình đi vào cái lỗ bên ngoài nha, bên ngoài đây, và sau đó là mình xỏ vào cái kim bên trong nha, xỏ từ trước ra sau nha, từ trước ra sau. Xỏ xong cái sợi chỉ cứ cho nằm dưới chân vịt và kéo vào phía sau. Rồi kim ngoài đây, rồi đây
ở đây. Ở đây thì mình sẽ móc sợi chỉ cho nằm ở phía dưới nha, cái lỗ ở bên trong này, lỗ bên trong này. Rồi mình không có lên trên này nhưng mà mình sợ xuyên qua lỗ này luôn, xuyên qua cái lỗ bên này luôn. Nó hai sợ nó tắt ra đó. Rồi tiếp tục là mình xỏ vào cái lỗ bên trong. Đây, xỏ vào cái lỗ tim ngoài này. Xỏ xong. Đúng rồi, xỏ xong. Xỏ xong là cứ rồi khi xỏ xong thế này đẩy nắp này lại. Xoay cái ô lăng cho vài vòng cho đan chỉ lại. Rồi mình đặt. Xoay lần đầu tiên khi xỏ chỉ thôi. Còn sau đó thì không cần rồi xoay nữa. Ừ, nó có chỉ nó đan rồi, chỉ nó đan rồi mình không cần xoay. Đây là cái đường chậm. Không cần xoay nữa ha, cứ vậy là bắt thôi. Đây là cái đường chậm. Thì khi mình chạy thế này, cái này là mặt trên nè. Thì cái về ở trên này nè, nó tương ứng là một ống xanh lá cây này là chỉ trên. Nếu mà trường hợp nó lỏng á, thì mình cứ tăng lên. Số càng lớn là chỉ nó càng chặt lại. Số càng nhỏ là càng lỏng ra. Đây là cái tâm của nó. Đó diệu nha. Hiện tại nó là số 1. Còn lọc ở dưới này, cái về ở dưới này nè, là ống chỉ màu xanh dương này. Còn hai sợi chỉ kim hay là kim trong, nó tương ứng là cái đường kim bên trong, kim ngoài. Ở kim ngoài thì sợi chỉ nó lỏng thì mình tăng lên số lớn là chỉ chặt này lại. Là kim trái là kim ngoài, kim ngoài kim trong, kim phải là kim trong, chỉ đang trên chỉ đang dưới. Đây là xong rồi. Rồi bây giờ hướng dẫn về bắt sổ với là cúng bèo nha. Xe bèo thì bắt sổ xe bèo người ta chỉ xài 3 ống chỉ thôi. Mình sẽ bỏ cái kim bên ngoài này, cắt đất chỉ bên ngoài này, dùng cây lục giác mà xếp tặng theo nè, phản con ốc này, ốc phía trên nha, phản ngược chiều kim đồng hồ nè, lấy cái kim này ra. Rồi lưu ý nha, khi mà vặn nó lỏng ra thì mình phải siết lại nha, tránh trường hợp mà mình may nó bị rớt ốc đi, siết chặt lại. Rồi rút cái sợi chỉ kim ngoài này luôn. Bây giờ mình chỉ sử dụng 3 sợi thôi. 3 sợi là đây, kim dưới nè, chỉ dưới, chỉ trên và chỉ kim. Mình đưa mình bắt sổ luôn, mình không cần phải chỉnh chỉ lại. Đưa bắt sổ thôi. Đây là cái đường bắt sổ này, cái bờ nó sẽ nhỏ lại, còn ở đường chỉ 4 ống đó, cái bờ nó sẽ lớn hơn một xíu. Sẽ khác nhau nè. Đây là bờ 4 hai kim nè, là bờ bắt sổ nè. Về cung biên, cung biên nó chỉ giống như một đường bắt sổ thôi, nhưng mà bây giờ chỉ con dùng cái vít mà sẽ tặng theo đây, bạn con ốc này. Ở trên này nó sẽ đánh con ốc này, ốc lớn này. Ở trên này nó sẽ đánh dấu chữ N và chữ R. Bình thường mình bắt sổ với chậm mình sẽ đỡ ở vị trí là N. Còn khi nào mình xài xe bèo mình gạt nó xuống, mình nới lỏng xuống, mình gạt xuống chữ R. Đẩy xuống nha, rồi xong. Lưu ý là đẩy xuống rồi xong, siết ốc này lại. Siết nhẹ ốc lại. Về phần cung biên thì cái sợi chỉ trên này thì mình sẽ dùng chỉ tơ cho nó đẹp nha. Tơ thì mình mua một cái sợi ống chỉ tơ 300, nếu mà không có 300 thì mình mua hai sợi 150, mình chặp lại đi chung một đường như thế này. Đây là cái đường cung biên, hiện tại nó đang thưa nè, nó đang thưa, mình muốn nó khích lại cho nó đẹp hơn á, chỉ cần mình xoay bên đây, mình vặn cái vòng này nó về số nhỏ một xíu, nó về số nhỏ là chỉ nó sẽ khích lại.
sẽ thưa, số nhỏ nó sẽ kích lại. Nhưng mà hiện tại mình chỉnh chỉ á, thì khi mà cung biên á, cái sợi chỉ trên này nè, mình để cho nó hơi lỏng xíu. Tại vì nguyên tắc của nó là khi cung biên sợi chỉ trên này nó sẽ cong xuống dưới và nó ôm sát mép phải của mình. Cho nên là sợi chỉ trên này mình hơi để hơi lỏng một tí. Rồi sợi chỉ dưới này mình siết chặt lên. Siết chặt lên. Sợi chỉ kim thì để bình thường thôi nhé, không có chỉnh. Đây là cái đường cung biên này. Mình quay sát là mình thấy là cái sợi chỉ trên này nó hơi cong nhẹ xuống rồi nó ôm bên phải. Như vậy là ok, đẹp. Muốn thay chỉ thì cứ việc cắt ở đây. Lối gọt.